anh em, chào mừng VS tới với channel của mình nha. Thì sau hai hôm mình không có đăng clip solo squad ấy, thì cũng lại có anh em lại bảo sao anh lại không đăng clip solo squad nữa đi. Tại vì là hai ba hôm nay mình hơi bận, nên là mình quay trước cái clip mà chơi với người lạ rồi ấy, là mình tiện thì mình đăng luôn. Hôm nay thì mình cũng đã rảnh rồi, mình sẽ vào làm tiếp tục solo squad cho anh em xem. Tốc nhảy xuống thì cũng khá đông anh em ạ. Đây bắn nhau càng đét, nhảy xuống quần què thì mình nhập toàn máu không. Đây rồi, có tên ở trong kho này. Còn mình sẽ cho quả nét vào anh em ạ. Á đủ, sao lại chạy ra vậy thanh niên. Ui ông này vẫn cầm lục ạ, cầm lục ạ. Là chết rồi bạn ơi. Ôi, thích chết nhờ, này còn tìm, còn bò vào chỗ mình anh em ạ. Ui bên kia xong. Ôi ôi, có một ông này, có một ông này. Ui, thế là clear luôn ạ. Thế là team này đang combat với team kia thì mình hốt rồi. Bạn nấp vào đấy hả bạn? Mình nghe thấy rồi, à. Rồi, ui trời ơi, mình kê trước rồi bạn ơi. Bạn chạy vào chỉ có chết thôi. Thế là clear hai team, mỗi team hai ông anh em ạ. Rồi, bên kho kia có người rồi. Mình sẽ loot nhanh thì mình sẽ đẩy sang luôn anh em ạ. Âm thầm đẩy sang luôn anh em ơi. Rồi, nhảy trên đây này. Nào thì phải bác tài. Lốc một ông này. À, vẫn còn một ông nữa. Nghe vẻ là hơi đông. Được rồi, mình sẽ tranh thủ đẩy sang luôn anh em ạ. Không để cho mấy ông á đủ. Bên phải có một tên này. Thế là như vậy là ba ông rồi. Ít nhất là có ba ông ở trong cái khu cảng này. Rồi, tầm này đúng không? Cho bạn quả nét này. Ù tai đi cho. Gọi là không biết hướng mình di chuyển. Ủa, nhiều tiếng chân lắm anh em ơi. Hình như cả team lận. Mình lại còn 30 viên đạn thế này thì toang rồi. Ui lại lỗi mở cốp ạ. Ui mình không hiểu sao dạo gần đây mình hay bị bấm trượt cái nút mở scope ghê. Mình phải đáp cây mini đi. Tầm này cứu xong rồi. Hơi khó cho mình anh em ạ. Không sao, chúng ta vẫn còn 50 viên đạn. Không biết ạ. Á đủ. Mấy bác mới bắt tài. Rồi nốc 2 rồi. Này thì chạy qua này. Ui ôi, chết rồi, còn 17 viên anh em ơi. Vẫn còn 2 tiếng chân nữa cơ. Không biết là các bạn, không được rồi, không được rồi. Từ từ đã anh em. Á à, đủ. Ui ôi, còn 6 viên ạ. Không được, không được rồi anh em ơi. Đây đây, mình phải chặt cây shotgun này. Ui, gì đây? Cái gì đây? Ui, chết tồi toang rồi. Ui ôi, anh ơi. Anh bình tĩnh anh ơi. Anh bình tĩnh anh ơi. Một sóc là không thấy đâu luôn. Một sóc là không thấy đâu luôn. Ui dồi ôi, anh em thấy gì không? Trời ạ. À, một pha phải nói là thần mẹ thánh luôn. Ui dồi ôi, còn đúng 6 viên đạn. May vớ được cây shotgun không thì đúng là nằm xuống rồi. Đấy. Được thực sự anh em ạ. Anh em mà đã đang xem đến đoạn này rồi, mình lại nhắc tiếp anh em. Hãy cho mình xin một like và comment ý kiến của anh em, phải gọi là anh em comment đóng góp đi để mình có cơ hội phát triển nha. Tại vì là like với comment ấy nó giúp cho video của mình được đề xuất mạnh hơn anh em ạ. Đừng quên nha anh em, comment gì cũng được, chửi mình còn được chứ này. Hi hi. Mình sẽ nút nhanh thôi. Ô còn bốt anh em ạ, còn bốt. Ôi hai con bốt bắn nhau à, hai con bốt bắn nhau này, thơm mạng. Rồi nút thôi, được rồi, mình nút xong rồi mình đi thôi anh em. Chỗ này không còn gì nữa rồi. Vừa nãy có ông bắn cái thính ở trên cái đồi tuyết này anh em ạ. Thính chưa rơi, mình chỉ thấy bắn ở trên này thôi. Đây đây, mình đỗ chỗ này cho nó cao này. Cái thính đâu ta, không thấy rồi, rơi chưa ta? À đủ. Này trời ơi, chắc là đang hóng thính đây, cũng hóng như kiểu là mẹ đi chợ về đấy anh em. Á đủ, xe vất đây. À rồi, ngồi sau cái chòi, ngồi này thì ngồi sau cái chòi này. Đốc rồi hai tên anh em ơi, từ đã, bơm máu đã. Cái thính đầu nhở, sao chưa thấy rơi ta? Lúc mình lên là à, lúc mình thấy là nó cũng máy. À đây rồi, cả ta anh em ạ.
Đây đây, cái thính rơi sau này. Ô, ông này nấp trong cái chòi à? Bạn nấp làm gì bạn? Bạn hở đít ra ngoài rồi. Hở đít ra ngoài rồi. Gạt luôn anh em ạ. Cũng nhiều đồ phết đấy, chả đùa. Bình nước, nước nôi các thứ lên thì mình ra mình hốt luôn cái phần thưởng anh em ạ. Người ta gọi là phần thưởng cho những người chiến thắng đấy anh em. Nào xem thính có gì. Uầy, gờ lô ra. Ô, làm cái gì vậy? Uầy, ui, định mệnh lại cứ bấm vào cái nút tuyết chứ. À, nút trượt chứ. Thế là vẫn còn anh em ơi. Từ từ, nút đồ đã. Bình tĩnh anh ơi. Em nút đồ xong thì em chết cũng được. Anh cứ bò đi. Mình phải vòng ra đằng sau. À không không, từ từ đã. Mình phải nhập thêm ít đạn anh em ơi. Đây rồi. X8 các kiểu này. Ui giàu thế. À đủ, có xe tới. Rồi rồi rồi. Bắc ghi tới. Thế là bị thu hút bởi cái thính rồi anh em. Được thực sự nha. Được rồi. Đây mình sẽ. À đủ. Mình sẽ vòng xuống bên dưới này. Mở góc rộng. Ui ơi. Trên kia bắn nhau ạ. Ui như vậy là đông rồi anh em. Như vậy là cái thính này không phải chỉ thu hút một bác ghi nữa rồi. Ui ôi dã nhau rồi. Đã đủ có ông. Có ông phi xuống kìa. Ui trượt. Trượt cái quần què này đây. Ui ôi. Mình đang bắn cái quần què gì vậy. Ôi. Vãi nồi ạ. À. Ông này gạt mất của mình. Ôi mình tưởng đồng đội của ông này chứ. Bạn ơi, bạn gạt của mình thì bạn đúng số bạn đen rồi. Bạn đen rồi. Ui còn chạy đi đâu giờ này bạn. Thì gạt của tôi này. Mình sẽ đẩy lên cái trên này đã. Tranh thủ phải nhanh chóng đã anh em ạ. Âm thầm đẩy lên chứ không để cho gọi là đối thủ có cơ hội chủ động trước mình được. Đây rồi. Làm cái gì đây? Làm cái gì đây? Rồi clear luôn anh em ạ. Dễ vậy. Mấy ông này dã nhau từ nãy rồi. Thế là mình nên hơi muộn anh em ạ. Ui, cũng chả có gì nhiều. Nhặt cái X3 đã anh em. Thế là hình như clear rồi. Hơi dễ anh em ạ. À đủ. Có bóng ngay đó nhẹ nhàng. Ơ. Đúng rồi, có phải không nhỉ? Ở đây rồi. Ôi, xanh xanh đỏ đỏ này. Xanh xanh đỏ đỏ. Ui, pha đấy mà không trúng ạ. Vô lý. Sao pha đấy thì không trúng nhỉ? Được rồi, được rồi. Thế là vẫn còn anh em ơi. Mình sẽ mở góc trái vậy. Đẩy sang trái. Anh em biết nguyên tắc gọi là khi solo squad chưa? Không. À đủ. Có một tên trước mặt mình này. Mình nghe thấy bạn rồi bạn. Thế là ông phải chạy ra đây rồi á. Nhanh thế. Chạy nhanh. À không phải. Ờ ông kia lấy xe chạy rồi. Thế là cùng team hay khác team vậy? Ôi nó còn vòng ạ. Bạn vòng đi đâu bạn? Bạn có lên trên này thì trả thù cho đồng đội bạn thì nên đi. Bên kia cũng thính kìa. Được rồi, mình đi cướp thính đã anh em. Ông này chạy rồi. Mình đi để kiếm xe. Để đi cướp cái thính đã. Trời ơi, cái xe mình vứt chỗ nào nhỉ? À đủ. À rồi, ông này quay lại à? Này thì quay lại này. Ủa? What the hell? Mình nhớ là mình có thuê diễn viên đâu ta. Trời ạ. Sao lại quay lại kiểu quần què gì vậy? Thôi thôi, tính sau anh em ơi. Đi cướp cái thính đã. Đây này, cái thính nó ở trong khu nhà này. Ui, có ông nằm này. Này thì nằm này. Ui ơi. Ui sợ. Ui, mệnh ạ. Cán qua người không chết ạ. Nào, công ra. Như vậy là đông rồi anh em. Như vậy là đông rồi anh em. Rồi, nốc hai ông rồi. Còn một ông nữa. Tiếng chân. À, vòng ra đây chơi với mình à. À rồi, bạn vòng sao bạn sai rồi. Vòng ra là bạn sai rồi. Rồi clear luôn anh em ạ. Ba tên. Ui anh em thấy vô lý không? Mình cán qua người ông kia mà ông ấy không chết ạ. Định mệnh. Dỗi thực sự luôn. Quá dỗi anh em ạ. Ui có một thằng trên đồi. Ngọc nghĩa gì. Ui ôi. Ôi lại cái gì vừa xảy ra vậy? Anh em có thể cho tôi biết là tại sao nó không vào đầu không? Mình kê thẳng đầu luôn mà. Vãi cả nồi ạ. Vô lý thực sự. Nó có slider anh em ơi. Nào bạn ngó ra. À, này thì ngó này. Ui trượt rồi. Nào một lần nữa thôi. Một lần nữa thôi bạn ơi.
một lần nữa thôi. Ui trời ơi, mình bỏng rồi. Không, người ta các cụ có câu rồi, quá tàng bà bận anh em ạ. Đây này, mình lên cái xác ông này mình loot. Mình không thiếu gì nên là mình không cần phải loot ba cái xác kia. Đây, xác này đã đủ rồi. Một tí đạn 7 thôi mà, không cần nhiều đâu. Từ từ đã, bú bình nước đã anh em. Ủa rồi, có xe tới anh em ơi. Ui tiếng chân. What, what the hell. Ui rất nhiều tiếng chân luôn. Này thì tiếng chân này, một ông này vẫn còn anh em ơi. À lên, lên xe. Rồi một ông lên xe bỏ chạy. Nào, này thì lên xe bỏ chạy này. Ui, một đầu một người rồi. Một đầu lại trúng kìa. Ui, ông này giáp mấy vậy? Ê, hơi vô lý nha. Mình thấy hơi vô lý anh em ơi. Thật ra, hưu máu đã. Phải bơm máu lên thì mới chơi được mấy cái thanh niên này. Chúng ta không bỏ mạng ở đây được. Đang cay cấn. Ông này nằm chỗ nào rồi? À đủ, ông ấy quăng bom mình. À, bạn quăng bom mình à? Rồi rồi, mình đẩy lên đây. Bạn ngoài bom mà. À, bạn công ra là bạn sai rồi. Công ra là sai rồi. Như vậy là mình cờ lia tiếp anh em ạ. Ôi dồi ôi, có mỗi mấy cái thính thôi mà tranh nhau phi tới ạ. Ok rồi, còn hai ông thôi, mình đi tìm nốt là xong rồi. Dễ rồi anh em. Bây giờ hai ông tìm nó mới khó cơ. Vòng bo hơi to anh em ạ. Rồi, ôi. À đồ, có tiếng súng trong nhà. Rồi 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 rồi. Có tiếng súng ở gần đây anh em ơi. Vừa nói xong thì mấy ông này gọi là phát ra tiếng động. Rồi, tiếng chân ở gần mình. Chưa tới cái nhà anh em ơi. Được rồi, mình sẽ cẩu bom sang. Trúng được thì trúng, mà không trúng thì cũng trượt. Hy vọng là mình chỉ nghe một tiếng chân thôi. Nếu là một team thì ra đi bạn. Còn hai ông nữa. Rồi, một tiếng trên nhà. Như vậy là hình như là hai ông ở đây rồi. Rồi, mình sẽ tranh thủ đẩy lên. Cho bạn trái nét này. Đâu rồi? Rồi, áo đỏ chạy ra cái bồn kia. Cái bồn này. Từ đã anh em, mình sẽ bắt được hai cái ông này. Ôi, ôi chỗ này nó lại khuất một cái nhà vệ sinh á. Đó. Rồi tiếng chân. Một tiếng chân ở trong nhà nữa. Ông kia ở đâu nhở? À, ngoài viền tường ngoài anh em ơi. Ngoài viền tường ngoài này. Rồi, ông trong nhà vẫn đang quăng bom mình. Hình như chưa biết mình ở đây. Được rồi, mình phải xử cái ông trong nhà trước anh em ạ. À ha, lòi cây súng. Đã đủ lòi cây súng kìa. Này này, múa lửa đi bạn ơi. Ui ơi, múa lửa. Múa lửa. Ui trời ơi, quăng quả lửa hợp lý không anh em? Rồi bây giờ chỉ chúng ta game dễ rồi. Đối đầu với thanh niên ở ngoài viền tường này thôi. Bò đi đâu cưng. Bạn sẽ là gọi là chốt hạ 24 kill của mình. Rồi ngoài viền tường à. Úi trời ơi, nòi cây súng kìa. Nòi cây súng này. Úi trời ơi, nòi cây súng không nòi lại nòi cái đầu lên. Quá easy anh em ạ. Ok, thì mình đã giành được cái top 1 với 24 kill. À, anh em thấy sao về clip này? Đừng quên để lại mình một like, một comment nha. Cảm ơn mọi người và hẹn ở những clip tiếp theo. Bye bye.